Ngày gì mình Ủa, đang làm gà hả? làm gà chứ làm gì trời, Cái miếu bằng vàng anh cho em đi. cho làm chim thần nghĩ sao ông giấy, tôi cho ông cái nguyên cái mềm về, ông xào tỏi với lại cho ông thêm cái gì đây, cái cật, ông tính là xào xào mướp đúng không? Không, em lấy cái miếng bằng vàng thôi, để tí về em làm thuốc cho nhỏ bắn cá. Nó bị cống, nó bị hôi hả? Đúng rồi, anh cứ lột ra anh cho em đi, tí nữa em về làm thuốc. Ừ, vì anh cũng làm mà, anh cũng bỏ ra đâu ăn cái đó đâu. Thì tôi cho ông sẵn rồi, ông về ông xào ăn luôn. Không được à? À, cũng được. Thôi khỏi đi. Cái mè thôi đúng không? Ừ, anh lấy em cái màu vàng cái thôi màu à? Vàng thôi. Để đến sau em chia sẻ cách làm thuốc. Cái mè này ta làm thuốc rất là ok luôn á. Mè làm thuốc hả? Ừ. Mà gà anh tính làm món gì á? Hấp. Hấp gà. Hấp muối. Hấp muối hả? Hấp muối. À, biết rồi. Gì vậy? Biết rồi, gà hấp muối. Không phải hấp. Chứ anh tính làm món kho, gì? Kho thì dở lắm, tại vì gà kho, à đúng rồi, gà kho gì cũng được hết á. Nhưng mà là có một cái cách rất là hay đó. Hoặc là trước khi anh chế biến, anh chuẩn bị em miếng nước sôi đi đã. Chị hả? Chị cách này làm cho gà nó ngon lắm. Kho hấp hay gì làm cũng được hả? Đúng rồi. Rách, rách được á? À, biết tại sao không? Tại vì làm liên quan đến mẹ, đừng có nhúng nước. Khi chúng ta làm xong á, cắt ra là chúng ta từ đó chúng ta lột luôn. Chứ đừng có rửa nước là nó sáp lắm. Đi cái mề gà là vậy á, mề gà bị cũng vậy đó. Cắt ra từ cái giờ đó luộc luôn. Khi đang còn nóng, anh mà rửa nước là nó nguội rồi nó sát lại điều dĩ nhiên là. Nó bám đúng không? Gọi đúng nó bám rồi, đúng không? Đúng rồi. Rách được không? Lấy cái mề rách được không? Được, miễn sao nó có cái lớp vàng rồi, cơ bản lớp vàng đó. Đừng nói là thuốc. Để xong đây ạ, à. Thì à, ăn gà xong đem chia sẻ bài thuốc hay. Cái gì ăn gà thì ông chia sẻ, ông mới phải ăn gà mới chia sẻ trời. Thì phải ăn gà xong mới chia sẻ chứ anh. Tôi đâu có cần cái mè đâu mà phải chia sẻ, đợi ăn gà mới chia sẻ. Anh làm anh ăn chứ biết sao vậy? Thấy nhiều cái nó vô lý ở chỗ là mắc gì tôi phải phải ăn ăn gà xong mới chia sẻ được. Tại sao mà ông chia sẻ liền bây giờ đi? Đúng không? Thì giờ dù gì ăn cũng ăn gà mà. Tôi đâu có ăn đâu mà, tôi làm để đó chứ tôi không ăn đâu. Vậy để em chia sẻ cho một cái này rất hay nè. Rồi, anh cứ để đây. Tí okay. Chia sẻ một bài thuốc rất hay liên quan đến mề gà. Ok, để tôi rửa cái này xong đem vô đó nha. Ừ. Mọi người muốn làm gà ngon, mọi người muốn chế biến gà ngon á thì trước khi chế biến mọi người nên làm qua công đoạn này thì gà rất là ngon luôn. Làm gì? Anh chuẩn bị cho em một ít nước sôi đó. Nước sôi đúng không? Đúng rồi. Giờ con gà là tôi hấp á. Anh hấp cũng được, nhưng phải qua khâu này gà ăn rất ngon. Ok. Bây giờ chia sẻ mọi người nha. Một con gà hoặc một con vịt mọi người muốn chế biến, muốn kho hay là muốn nướng hay là muốn hấp thì mọi người nên chế nước sôi qua cái đã cho nó săn lại đó rồi mọi người mang ra chiên. Mà mắc mớ gì mình cỡ nào cũng nóng, tự nhiên chế nước sôi làm gì? Chế nước sôi trước anh đi chế biến nó lại khác, mà anh từ đó anh đi chế biến lại khác. Nói thiệt mà, giúp cho gà nó dai, săn thịt. Nước sôi đúng không? Ừ. Là săn xe lên da nó hả? Ừ, sôi lên da. Không làm gà. Cái này gọi là cái bí quyết giúp cho mọi người cho gà nó săn ngon lắm. Đừng nói ăn không được đi nha. Trời, nó bị ngon luôn á. Sẽ chế ra đúng không? Đó, chuẩn bị nước sôi rồi cứ chế đó, nó sẽ săn lại. Ủa săn săn vậy đó hả? Đúng rồi, chế cho săn hết da này. Rồi mọi người mang đi hấp hay là mang đi nướng. À, là mình rồi sau này mình mới ướp đúng không? Đúng rồi. Cái công đoạn đầu tiên là cái chế nước sôi chứ đã tính gì tính. Rồi nó săn da hết rồi đó. Ừ, sôi cho săn da này. Ok. Rồi. Rồi mọi người mang đi ướp, mang cái gì là mình ướp. Ướp đúng không? Ừ. Đổ nước đi đúng không? Đúng rồi, đây là điểm mấu chốt để giúp cho gà mọi người ăn nó ngon là như vậy đó. Tiền trong đời luôn, tôi thiệt. Em nói thiệt. Không có màu mè quá. Trước khi không... anh chế biến gà, anh cứ trụng nước sôi, anh xối nước sôi cho nó săn da lại. Rồi bây giờ tôi sẽ... ướp đồ gì đó tùy ăn. Quên á. Muối ớt. Muối ớt, anh nên vắt một ít chanh nữa, giúp cho da nó giòn. Nó không có chua không đắng đâu mà ngon lắm. Khi mình ăn xong rồi mình chấm đó. Ăn chấm mà làm nói làm cái gì nữa, khâu sơ chế mình nó quan trọng để giúp cho món ăn mình nó ngon là như vậy đó. Là ướp muối ớt là mình phải nặn chanh vô đúng rồi. Màu mè này áp dụng cho nướng với hấp nha. Mọi người cứ bắt thêm miếng chanh nữa, liên quan đến gà nướng, gà hấp, nước muối hay gì đó mọi người nên chế nước sôi vô rồi sát ít chanh vô, ok bao ngon. Gà này tôi nói là nước nắp luôn. Có cái mình có bỏ miếng nghệ cho nó vàng vàng không? Nó gà vàng không, không cần đâu. Phải bắt chanh vô quá nó mới ướp hả? Phải bắt chanh vô. Lần đầu tiên luôn, thiệt sự luôn. Những gì mốt tốt để giúp cho gà nó ngon như vậy. Đó, đưa sát lên.
tí để anh ăn gà mà nó không ngon cái đấy thì nó ngon từ ngoài vào trong luôn. À, mình phải nặng chăm cho cái mình ướp rồi. Đúng rồi. Có đập cho nó thấm không? Không thích anh đập được, không đập thì anh đi phơi nửa tiếng nắng cũng được. Mình thì không có nắng đâu. Đó, cái xác đều lên. Thì cho tự nhiên cái tôi nghe mùi muối muối ớt cái tự nhiên tôi cũng thèm ghê không? À. Chế biến là phải ngồ mè vậy đó mới ngon, nhưng mà thực tế là như vậy. Nên cuối tuần anh em cứ làm theo đúng bài bản này ăn rất là ngon. Đó thì mình cũng thích thử mà, có thử thích mà đúng không? Anh tính hấp muối đúng không? Hấp muối. Hấp muối thì anh cứ chuẩn bị muối anh hấp bình thường thì anh ăn thử là biết. Hấp muối thì mọi người hấp muối. Nước chấm gà ngon thì không thể thiếu nào, gà ngon thì không thể thiếu nước chấm. Thì nước chấm mọi người lục lại nước chấm chấm gà. Nước đó thì chấm chỉ cứ nhức nách thôi mọi người. Nhức cái nách thôi. À, mọi người đặt lên. Hấp. Nhức cái nách đúng không? Hấp gà bằng muối đừng nên cho con gà đụng vô cái thành. Đụng vô thành thì con gà nó sẽ bị cháy đúng không? Gà đeo gan và đeo ấy. Được nữa. Rồi, rồi ok, hấp như bình thường nha. Tí nữa chia sẻ mọi người ăn thử xem nó ngon không nha. Rồi ok, xong rồi nè. Bây giờ mình làm cái chén nước chấm trước đã. Chấm này cái bí quyết nước chấm thì chỉ rồi đúng không? Mọi người cứ làm theo này ăn bao ngon luôn. Món gà rất là hợp. Chấm vào. Một chén chấm đủ thì hai trái. Rồi, anh em nào thích làm muối chấm gà thì quay lại clip làm muối chấm gà nha. Thứ tha thì rất là ok đây. Ok. Rồi. Giờ anh ăn thử con gà anh làm theo cách này. Giòn nước da luôn đó nha. Chín quá rồi. Đúng gà thả vườn luôn đúng không? Vàng. Không cần bỏ nghệ. Không cần bỏ nghệ nó cũng vàng rồi. Tự vàng luôn. Ủa nó bị dính cái cổ. Gà thả vườn nha mọi người. Vàng tự nhiên nha, không có cho nghệ nha. Không cho nghệ. Về quê chỉ ăn gà thả vườn thôi. Còn thả gà mà gọi là gà mềm này nọ là không có đâu. Ăn gà dai là ok. Để nó ngủ cái. Tôi ăn là ăn cái cánh trước này. Mình thử cái cánh trước này. Chín rồi chứ. Chín rồi, chín rồi. Ông nói là làm cái này là thịt đó, anh xé nó dai hẳn luôn đó nha. Ê mà cái da nó kỳ kỳ ra. Đúng rồi, da nó giòn đúng không? Hay giờ xé không? Không, cái da thì nó kiểu như là cái da nó không có dày như là cái mình không có sáng nước. Ừ. Ừ, thử nha. Anh ăn cái da sụp 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 quá. Ờ, giòn á. Ê. Mà cái da giòn thiệt. Đúng không rồi. Phải kiểu nó giòn mà kiểu mình cảm giác như là cái da nó săn chắc lắm. Ừ. Ê, ăn khóc thử nha. À, cho nên trước khi chế biến gà khuyên mọi người nên là xối qua nước sôi cho nó săn da lại. Rồi mọi người muốn chế biến cái gì á thì mọi người nên sát ít nước chanh lên da gà rồi người đem đi chế biến. Tôi nói không lắm. Khỏi còn chấm nó cũng ngon nữa. Đối với hấp hay nướng giống như mà làm anh Nhi anh Khải á thì làm kiểu này rất là ngon luôn. Ừ, ngon lắm. Mà cái da ông ăn cảm giác như nó không có béo như là ông chưa từng chế nước vô. Ừ. Thiệt lắm. Ừ, anh phun nó thơm. Thơm. Thơm lắm, thiệt luôn. Ăn thơm là do anh ướp, anh chế biến á. Lá chanh là đồ á. Cái da mà ông ăn khi mà ông ướp ông làm miếng chanh nữa nè. Cái hai nữa khi mà ông đổ nước sôi làm cái da rút lại á. Ừ. Hình như là nó thấm gia vị hơn không ạ? Sai. Thiệt mà. Đó phải chia sẻ mọi người, mọi người chế biến gà, mọi người nên chế biến kiểu này ăn sẽ ngon hơn, cái da sẽ giòn hơn, ngon hơn và nó đậm vị hơn. Ừ, hay. Thì nó dai hơn. Xong chưa? Xong rồi. Rồi, vậy đó ông về đi, tôi đem vô nhà nha. Nó mưa á. Mưa thì mưa kệ, ông về đi, về đây review để được rồi. Ok.